kính thưa quý vị và các bạn Tiếp theo nhiều trang báo lớn của quốc tế trong thời gian gần đây có các bài viết đánh giá tích cực về kinh tế Việt Nam Ngày 7 tháng 1 vừa qua, trang gốc today của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có đăng bài viết dẫn lời phân tích của các chuyên gia nước ngoài cho rằng thành công trong việc khống chế đại dịch trong khi các nước láng giềng Đông Nam Á vẫn gặp khó khăn đang giúp Việt Nam vượt lên dẫn trước về tăng trưởng kinh tế, thu hút các quỹ và nhà đầu tư lớn sau đây, Việt Nam Hồng Cường xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung bài viết. Cho đến nay thành công của Việt Nam trong việc kiềm chế virus corona virus trong khi các nước láng giềng Đông Nam Á đang gặp khó khăn đang giúp nước này vượt lên trong tăng trưởng kinh tế và thu hút các quỹ đầu tư lớn như nhận định của các chuyên gia và nhà phân tích nước ngoài khi nói về quốc gia này. Sự thành công trong việc ngăn chặn đại dịch cùng với đó là việc hai hiệp định thương mại tự do được ký kết vào năm 2020 khiến cho nước này vượt xa các quốc gia khác trong việc thu hút các nhà sản xuất chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc vì cuộc chiến thương mại Bắc Kinh Washington. Việt Nam là một trong số ít quốc gia trên thế giới đạt mức tăng trưởng kỷ lục vào năm ngoái, tuy vẫn thấp hơn so với năm 2019 nhưng vẫn đạt trên 2,9%. Những người quan tâm đến Việt Nam kỳ vọng đất nước sẽ vươn cao sau khi ngăn chặn thành công dịch bệnh đang bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia. Nhờ biện pháp cách ly có mục tiêu nghiêm ngặt, chương trình kiểm dịch tập trung và đóng cửa biên giới sớm, giúp cho số lượng ca nhiễm của Việt Nam cho đến nay chỉ là hơn 1.500 và 35 ca tử vong, ít hơn nhiều so với bất kỳ quốc gia nào khác, có dân số tương đương với gần 98 triệu người. Caroline Tuck, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Việc quản lý thành công đại dịch cho đến nay đã giúp quốc gia này chiếm được thị phần lớn hơn trong thương mại toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong năm 2020. Quốc hội đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% cho năm nay, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước cho biết Việt Nam sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng lên tới 6,5%. Tại VKHA Group, một công ty chuyên về kho vận của Thái Lan đã mở rộng kinh doanh bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Chủ tịch Jarepon Jarukon Sakun cho biết các nhà đầu tư muốn chuyển hoạt động sang Thái Lan từ Trung Quốc đã không thể thực hiện được vì dịch bệnh đã lây lan rất nhanh ở Thái Lan. Trong khi các vấn đề về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam chưa bằng Thái Lan, bà nói, chi phí ở Việt Nam rẻ và chính phủ của họ rất nhanh chóng trong việc cấp phép đầu tư. Họ cho phép các tỉnh ban hành các quy định và ưu đãi đầu tư của riêng họ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm, ngay cả khi đất nước vẫn đang kiểm soát được sự lây lan của dịch bệnh. Việt Nam đang thiếu lao động có kỹ năng cao, bộ máy hành chính cũ cần số hóa và phụ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu than gây ô nhiễm, có thể ảnh hưởng lâu dài đến phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nhờ những mặt tích cực đang diễn ra đã khiến các nhà quản lý tài sản có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam có thể huy động được số tiền đáng kể. Ví dụ như báo cáo từ một số quỹ đầu tư cho thấy họ đã huy động được số vốn cao kỷ lục. Hôm thứ hai, Mekong Capital có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết Họ đã huy động được 246 triệu đô la cho quỹ lớn nhất từ trước đến nay, nhiều hơn gần 25% so với mục tiêu ban đầu là 200 triệu đô la. Dominic Scriven, Chủ tịch Công ty Quản lý Tài sản Việt Nam Dragon Capital cho biết, sự kết hợp giữa các thỏa thuận thương mại, lượng tiền mặt dồi dào trong nền kinh tế và sự ổn định chính trị đã mang lại lợi nhuận vượt hơn mong đợi cho ba quỹ mới do công ty của ông đưa ra. Chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự hấp dẫn của thị trường, ông Dominic Scriven nói. Scriven cho biết, chúng tôi rất ngạc nhiên trước sự hấp dẫn của thị trường. Lượng tiền mặt dồi dào cùng với hiệu ứng tích cực sau 3 lần cắt giảm lãi suất của ngân hàng nhà nước kể từ tháng 3 trong bối cảnh đại dịch đã tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Thậm chí hiện tượng tăng vọt số lượng nhà đầu tư mới đã khiến Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh buộc phải tạm dừng giao dịch buổi chiều để xử lý đà tăng. Sự phát triển cũng được thúc đẩy bởi hai hiệp định thương mại tự do được ký kết vào năm ngoái, hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP, khối thương mại lớn nhất thế giới và một thỏa thuận với Anh dựa trên hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam EVFTA mà Việt Nam đã phê chuẩn trong tháng 6. Hà Nội cũng có các thỏa thuận thương mại song phương với cả Hàn Quốc và Nhật Bản, nơi cung cấp những nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất và ngoài ra, họ cũng là một bên ký kết hiệp định đối tác tiến bộ và toàn diện gồm 11 nước CPTPP. Việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại đã mang lại cho quốc gia này lợi thế so với một số đối thủ cạnh tranh trong khu vực, đặc biệt EVFTA đã đánh dấu Việt Nam trên bản đồ thương mại và đầu tư quốc tế, trong khi Malaysia mới chỉ tỉnh ngộ trước cơ hội bị bỏ lỡ này. Sven Scherer, giám đốc điều hành phòng thương mại EU Malaysia cho biết. Jarepon của WHA Group cũng cho biết EVFTA đã mang lại cho Việt Nam một lợi thế. Jarepon nói, nếu một ngành công nghiệp cần lao động giá rẻ thì ngành đó chắc chắn sẽ đến Việt Nam. Trong ngắn hạn, Việt Nam có vị thế tốt để vượt lên dẫn trước các đối thủ trong khu vực vào năm 2021. Trong bối cảnh Việt Nam sắp tổ chức sự kiện trọng đại của đất nước là đại hội lần thứ 13 của đảng để chọn ra ban lãnh đạo mới của đất nước vào cuối tháng này, Trat Over, đối tác của Mekong Capital nhận định, chính phủ hoạt động chân chu và dù phải đối mặt với những trở ngại như COVID-19, đất nước vẫn vượt lên thách thức không chút do dự và giành chiến thắng.